chủ quán giả làm người thường đi xin việc làm và cái kết. Dạ, em chào anh ạ. Anh đã vào bàn trước chưa ạ? À không, tôi đến để xin việc làm, không biết ông chủ có ở đấy không? Ông chủ á? Tôi là ông chủ của quán này đây. Có việc gì không? Ờ, thì ra anh là chủ quán ở đây à? Tôi đến đây để xin việc, không biết quán mình có nhận thêm người không? Trông như công tử bố thế thì làm được cái gì? Tôi làm được nhiều việc lắm. Thôi thôi, trông như nghiện đi. Về ăn nhiều cho mau lớn. Trước khi tôi đi về, anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Tên tôi á? Tôi tên Đức, chủ quán nhà hàng này. Tên Đức à? Alo Ico à? Đến ngay nhà hàng có việc nhá. Dạ, em chào anh Ico ạ. Ờ, từ sáng giờ cửa hàng mình có việc gì không nhá? Từ sáng giờ có cái ông kia kìa, đến đây xin việc, trông người gầy gòm quá, em không nhận, em đuổi mãi không đi anh ạ. Ôi, dạ em chào sếp ạ. Anh, đây là sếp của anh em mình ạ. Đúng rồi em, đây là sếp của cửa hàng mình ấy. Đây là cậu nhân viên mới của em đúng không? Bắt đầu từ giây phút này cho cậu ta nghỉ việc nghe chưa? Cậu ta không đủ tư cách để làm cho nhà hàng mình. Dạ. Dạ anh ơi, cho em xin lỗi, em không biết anh là sếp của em ạ. Tôi thấy cậu không phù hợp với công việc này đâu. Cậu hãy lên đi tìm công việc phù hợp với tính cách của cậu. Chúc cậu thành công. Ai ơi mà.